Xin chào các bạn đến với kênh Trải nghiệm X. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để tạo ra một cái đầu lưỡi trục. Vì sao chúng ta lại phải tạo ra một cái đầu lưỡi trục này? Thì theo tiêu chuẩn của các công ty thì nó khác nhau, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái tiêu chuẩn của đầu lưỡi trục theo tiêu chuẩn của công ty. Thì để tạo đầu lưỡi trục thì chúng ta kích vào biểu tượng R, chúng ta chọn kích vào New, kích vào cái mũi tên và chúng ta chọn Family. Ở cái vùng Family này chúng ta sẽ không có gì hết, chúng ta sẽ kích vào cái phần cài đặt của chúng ta là David 2016 và chúng ta sẽ vào Family Temper, chúng ta sẽ vào phần English, chúng ta sẽ kích vào Annotation. Đây là cái tệp Family dành cho các cái ký hiệu. Các bạn chú ý là ở đây là dành cho những cái ký hiệu nha. Chúng ta kích vào. Tiếp theo, chúng ta sẽ chọn vào Magic Grid Hit. Ở đây. Và có biểu tượng dấu thập này. Chúng ta open. Ở đây, đây là giao diện làm việc của đầu lưỡi trục mẫu. Chúng ta kích xóa đi. Chúng ta quét và chúng ta xóa đi cái phần này. Thì để tạo ra hình tròn đầu lưỡi trục thì chúng ta sẽ kích vào grid và chúng ta chọn vào line. Ở đây mình sẽ vẽ hình tròn trước. Chúng ta kích vào hình tròn. Ta sẽ nhấn điểm và chúng ta kéo ra. Ta nhập ở đây là 3.5 chẳng hạn. OK. Tiếp theo sẽ chọn ra công cụ offset để offset ra ngoài. Đây, chọn là 1. Chúng ta có 2 hình tròn. Tiếp theo sẽ dùng lệnh line để vẽ. Tiếp lại line 2.5. Okay. Rồi chúng ta kích vào. Chúng ta kích vào biểu tượng này. Chúng ta chọn vào cái chế độ đối xứng. Chúng ta chọn đường lưới. Sẽ có một điểm tiếp theo. Rồi chúng ta kích vào và chọn lại cái lệnh vừa đấy. Vẽ một đường bên này nữa, 2.5. Sai, 2.5. Đây. Ta kích vào, ta chọn đối xứng. Tiếp theo chúng ta sẽ viết chữ cho nó. Chúng ta cũng vào grid và chúng ta vào cái phần table này. Chúng ta kích vào và chúng ta chọn là chế độ Align Center và Center Middle là căn giữa ở cái hình tròn này. Ta kích vào điểm tâm giao. Sẽ có một bảng Edit Label xuất hiện. Rồi chúng ta sẽ kích vào Name. Chúng ta chọn vào biểu tượng này. Và ở cái Sample này, Name này chúng ta nhập là số. Chúng ta sẽ nhập vào 2 chữ số. Ví dụ như có số 15 chẳng hạn. Ta chọn Apply và OK. Sẽ có một số xuất hiện. Các bạn có thể thấy là cái số này nó tràn ra xung quanh. Chúng ta sẽ xử lý. Bây giờ chúng ta sẽ modify và chúng ta lăn ra, chúng ta kéo. Chúng ta sẽ kiểm soát cái ô vuông này. Đó, chúng ta sẽ kiểm soát ô vuông này. Thì khi cái chữ này nó dài quá, ví dụ 3 chữ số thì nó sẽ nhảy xuống. Và chúng ta kiểm soát trong cái ô vuông này. Rồi.
Tiếp theo chúng ta sẽ tạo cái chế độ hiển thị chữ này là phông chữ, và chúng ta sẽ kích vào Edit Type này. Ở đây đang là kiểu chữ Table 4.5, chúng ta kích vào. Chúng ta tung bị kết để tạo ra một kiểu mới là tiêu chuẩn công ty. Chúng ta đặt tên là tiêu chuẩn công ty. Tiêu chuẩn công ty. Ok. Ở phần color này là màu của chữ. Lightweight này là thể hiện sự đậm nhạt của chữ, chúng ta chọn 2. Thường cái đầu lễ trục nó sẽ đậm hơn. Background này. Background là những cái operate này là thể hiện là những cái chữ, những cái thứ nào mà dưới cái dòng chữ này thì nó sẽ bị che khuất. Chúng ta chọn change form thì nó sẽ không bị che khuất. Soborrow ở đây dịch ra là cần có cái khung xung quanh cái chữ này không. Và ladder offset ở đây là chế độ offset là bao nhiêu. Chúng ta chọn làm tròn 2. Theo text phông, đây là phông chữ của chúng ta. Chúng ta sẽ chọn kiểu Time Roman. Text size là cái độ rộng lớn của cái chữ này, ta chọn là 3 đây. Tab size là cái khoảng tab cho câu chữ. Rồi, thì đó là một số thông số cài đặt. Chúng ta sẽ ok. Chữ này vẫn còn nhỏ, chúng ta sẽ edit lại. Đặt là 3.5 này. Apply. Rồi nó vừa rồi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ load cái tệp này, cái file này vào dự án của chúng ta. Thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta sẽ load info project này. Chúng ta sẽ load vào công trình của chúng ta ở đây. Và nếu mà chúng ta đã lưu rồi thì chúng ta sẽ lưu ở đây. Ví dụ chúng ta sẽ lưu vào phần desktop là đầu lưỡi chụp. Server. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ load vào. Chúng ta sẽ load family vào. Đầu tiên chúng ta vào insert và chúng ta load family. Chọn đường dẫn tới thư mục tới file chúng ta là đầu lưỡi trục, kích vào. Chúng ta chọn open. Như vậy chúng ta cũng load được một family vào và sử dụng. Nhưng mà các bạn có thể thấy là không có gì thay đổi, không, đầu lưỡi trục vẫn giữ nguyên. Thì bây giờ chúng ta sẽ kích vào cái phần lưỡi trục này và chúng ta chọn edit. Ở cái phần sum bời này chúng ta sẽ kích vào đầu lưỡi trục và apply. Ok. Như vậy là toàn bộ lưỡi trục của chúng ta đã chuyển thành đầu lưỡi trục của công ty. Hoặc là các bạn có thể tạo ra một kiểu mới. Ở đây mình chọn edit và duplicate lên một kiểu mới là tiêu chuẩn công ty. Đây chúng ta edit type và duplicate một kiểu mới tiêu chuẩn công ty. Ok, chúng ta cũng chọn đầu lưỡi trục. Sau đó chúng ta ok, chúng ta cũng có một kiểu mới là theo tiêu chuẩn công ty, đầu lưỡi trục. Như vậy là chúng ta đã tạo ra một cái family tiêu chuẩn của công ty theo tiêu chuẩn Việt Nam thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ đăng ký để theo dõi những bài học tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.